Chương 30 Hồng Y Đại Sư Hồng Vũ đã tiến vào đại hạ cảnh nội, không gian của hắn thiết giác bên trong bày đặt đại lượng trân quý lễ vật, cũng là trước khi đi Túc Thuấn dâng lên. Nói thật, Hồng Vũ đối với Túc Thuấn loại này nghiêng ngã đầu tường thảo không có cảm tình gì, cho nên ở ô Hà Long Tháp Bộ Lạc, những thời giờ này, mặc dù Túc Thuấn không ngừng mà lấy lòng nịnh bợ hắn, hắn nhưng vẫn từ chối nhã nhặn. Bất quá trước khi đi, đi theo tới ba vị trong quan viên có một người tự hồ động tâm tư thân thiết với người quen sơ lời khuyên liễu hồng vũ mấy câu đây là chánh trị ngươi có thể không thích minh hữu của ngươi nhưng là chỉ cần ngươi minh hữu này đối với ngươi hữu dụng ngươi có thể làm bộ khuôn mặt tươi cười đón chào hồng vũ luôn luôn cảm thấy cũng có đạo lý hắn không phải là không hiểu những thứ này đạo lý trên thực tế hắn đến từ tân triều cái thế giới kia tùy tiện từ internet vừa tìm thì các loại đế vương ráp tâm xa so sánh với cái thế giới này quyền mưu đại sư còn cao minh nhưng là vũ thiếu gia chẳng qua là không muốn làm như vậy là được hiện tại vị kia quan viên lời khuyên dưới vũ thiếu gia hiểu đây đối với hồng gia mới có lợi vì hồng gia hắn nguyện ý đi làm cho nên hắn đón nhận túc thuấn sẵn sàng góp sức để cho túc thuấn chuẩn bị quy hàng quốc thư cùng với đưa cho đại hạ hoàng đế lễ vật. Những lễ vật này tượng trưng ý nghĩa xa xa lỗi nặng thực tế giá trị mà Túc Thuấn nói lý ra vì Hồng Vũ chuẩn bị lễ vật mới thật sự là đáng giá hóa sắc. Có thể nói, Túc Thuấn vì lấy lòng Vũ Thiếu Gia đem ô Hà Long tháp cả bộ lạc mấy trăm năm để dành đều nhanh muốn đem vô ích liễu. Giống vậy, nói hiện tại Hồng Vũ không gian thiết giá trong để lại này bốn điều lửa đỏ mộng huyễn điêu vây cái cổ. Đây chính là so sánh với Thảo Nguyên Linh Hồ, càng thêm cao cấp tài liệu, chỉ điểm sinh ở ô Hà Long Tháp Thảo Nguyên, coi như là địch nhung hoàng thất, cũng đáng được đến quá ô Hà Long Tháp, hai cái loại này, vây cái cổ kính hiến. Mộng huyễn điêu da lông ở ngọn đèn dầu hạ có biến hóa ra, các loại mê huyễn sát thái, để cho nữ nhân mê say. Hồng Vũ vốn là có chút rầu rĩ bởi vì hắn phát hiện hắn chỉ muốn bên cạnh mình nữ nhân hắn đã hồng gia còn có hai chồng yếu nữ nhân đại tẩu cùng tiểu muội túc thuấn dâng lên này bốn điều vay cái cổ giúp hắn giải quyết cái vấn đề này tiến vào đại hạ cảnh nội sau hoang thú cửa đã bị thu vào mọi người cởi ngựa mà đi tốc độ như cũ rất nhanh vũ thiếu gia như cũ đê điều đem kỳ hào và vân vân tất cả đều thu vào ba tên đi theo quan viên cũng không cần biết hắn dọc theo con đường này gợn sóng không sợ hãi. Trở lại Vũ Đô Thành, đại ca Hồng Liệt còn đang nam việc quận phá án. Trong nhà chỉ có đại tẩu cùng gia gia Hồng Thắng Nhật. Hồng Thắng Nhật thấy cháu an toàn trở về, rõ ràng thở phao nhẹ nhõm, cũng là vừa trừng mắt phẫn nộ quát. Đi ra ngoài một chuyến tự gây chuyện. Hồng Vũ cợt nhã, cũng không phải là chuyện xấu. Hồng Thắng Nhật vì giữ phong kiến gia trưởng uy nghiêm, nghiêm mặt tức giận hừ một tiếng dạy dỗ ngươi còn không tòng phục có phải hay không? Tòng phục, tòng phục còn không được sao? Hồng Vũ đã sớm học xong làm sao cùng cái này, bướng bỉnh lão đầu chung đụng, lập tức kinh sợ liễu, ngươi còn có thể như thế nào? Đại tẩu cũng tới, Hồng Vũ đem chuẩn bị xong lễ vật lấy ra. Đại tẩu tự nhiên là kia một cái mộng huyễn điêu vai cái cổ. Đại tẩu vừa nhìn ánh mắt cũng thẳng, yêu thích không buông tay. Hồng Thắng Nhật lão gia tử ngồi ngay ngắn ở vừa, một đôi mắt hỗ trợ thật lớn, chờ cháu cho mình dâng lên lễ vật. Hết lần này tới lần khác, Hồng Vũ tiểu tử kia là ở chỗ này lãi nhải cùng lôi viện viện, nói này mộng huyện điêu, vậy cái cổ cỡ nào tốt, cỡ nào trân quý. Lôi viện viện cái này cháu dâu cũng lạ, một chút không nhận thức lão nhân tâm tình. Trong đôi mắt chỉ có cái kia xa hoa mộng huyện điêu vây cái cổ liễu, cũng không nói vội vàng để cho Hồng Vũ đem cho lão nhân già lễ vật lấy ra thuốc tẩu lượng nói hồi lâu, miệng đắng lưỡi khô, nước trà uống vài chén. Hồng lão gia tử ở một bên chờ không nhịn được, liên tục ho khang. Này hai người sửng số một chút, phản ứng không có. Thật dễ dàng Hồng Vũ nói không thể nói. Hồng Thắng Nhật trong lòng tự nhủ, vốn nên đến phiên lão nhân gia ta đi. Hồng Vũ nâng chung trà lên tới vừa uống một hớp. Hồng Thắng Nhật một trận kịch liệt ho khang. Hồng Vũ thật giống như chợt nhớ tới hắn còn ở đây, kinh ngạc nói, Gia Gia, ngài làm sao vẫn còn ở nơi này? Ngài không phải là bề bộn nhiều việc ư, không cần phải để ý đến ta. Hồng Thắng Nhật dần tím mà sẽ phải phá tán. Hồng Vũ vỗ ó, người xem ta đây trí nhớ, ta cho ngài mang lễ vợ còn không có cho ngài đâu. Hồng Thắng Nhật nghiến răng nghiến lợi, con thỏ nhỏ chết kia đi ra ngoài một chuyến lá gàn mập liễu, liền Gia Gia cũng dám treo cợt liễu. Hồng Vũ coi rụt lại cổ, sao có thể chứ? Ta là thật đã. Hắn vội vàng đem lễ vật lấy ra. Gia Gia ngài mau nhìn xem. Đây là một chỉ phí lê hộp gỗ. Không sai biệt lắm có một loại hộp đựng thức ăn lớn nhỏ. Hồng Thắng Nhật nhận lấy nặng trịch. Không biết bên trong cái gì. Hắn mở ra cái hộp. Một khối đèn thui thiết ngật đáp ra hiện tại trước mắt. Lôi viện viện biểu môi một cái. Xa không có của mình. Mộng huyễn điêu vây cái cổ đẹp mắt hồng thắng nhật trong mắt cũng là tên mang chợt lóe cửu thiên vẫn thiết hồng vũ gật đầu không sai đây là ô hà long tháp bộ lạc mấy trăm năm trước ở trên thảo nguyên phát hiện lớn như vậy một khối cửu thiên vẫn thiết coi như là ở địch nhung cũng vô cùng hiếm thấy dạ dạ ta để cho tôn bán sơn dùng này đồng cửu thiên vẫn thiết vì ngài chế tạo một khối giáp sao địch nhung các loại tài nguyên thiếu thốn nhất là dùng cho chế tạo vũ khí mỏ thiết nhưng là địch nhung nhưng sản xuất cửu thiên vận thiết thậm chí so sánh với đại hạ còn nhiều phẩm chất tốt hơn cửu thiên vận thiết chính là rèn huyền binh cao nhất tài liệu mặc dù cửu thiên vận thiết mỗi một đồng phẩm chất cũng không giống nhau bao nhiêu có chút đánh cuộc vận khí thành phần nhưng là cho dù là kém nhất chờ cửu thiên vận thiết rèn ra tới huyền binh cũng không phải chuyện đùa Hồng Thắng Nhật trong tay này một khối, chân mấy chục cân nặng, thêm nữa thêm những thứ khác nguyên liệu. Đúng là đầy đủ chế tạo một khôi giáp cửu thiên phận thiết. vì nguyên liệu chế tạo khôi giáp. Cả đại hạ chỉ sợ cũng chỉ có này một. Hồng Thắng Nhật đã có đoạn nhật bảo đao, không cần chế tạo binh khí. Đó là đương nhiên chọn lựa đầu tiên khôi giáp. Hồng Thắng Nhật ngựa chiến cả, dĩ nhiên thích nhất đúng là binh khí khôi giáp. Bất kể hắn làm sao bố trí thư phòng, giả bộ tư văn. Này trong xương yêu thích chắc là không biết thay đổi. Lão gia tử khó được lộ ra nụ cười. Tốt! Hồng Vũ trở lại phủ đô thời điểm. Cách đô cùng cổ tư tháp cũng ngày đêm kiên trình chạy tới thiền hải tự. Chỗ ngồi này, ngàn năm cổ tháp phía ngoài. Chính là năm đó Hồng Thắng Nhật cùng Nga Hách Lạc Nhật khác đại chiến chiến trường. Địch Nhung cùng đại hạ song phương. Ở nơi này tắm trên thảo nguyên tổng cộng chết trận liễu mấy chục vạn tướng sĩ, loài người máu tươi đúc, vì nhiêu liễu này một mảnh đồng cỏ. Trên thảo nguyên kiến trúc một loại cũng rất đơn giản, thậm chí phần lớn người trong thảo nguyên cả đời cũng không có ra mắt phòng ốc, bọn họ có một ngồi lều tự thỏa mãn, nhưng là thiện hải tự, liên miên không dứt kiến trúc bày so với đại hạ cảnh nội bất kỳ chùa miễu, cũng muốn rộng lớn bao la hùng vĩ, mỗi một đạo trên mái hiên cũng dùng lá vàng trang sức. Trong bão khố khí bay lên, dầu sang không cùng. Một chiếc xe ngựa từ từ đàn xa thật nhanh mà đến. Ở thiện hải tự cửa ngừng lại, cho dù là cách đô cùng cổ tư tháp, cũng không có thể tùy tiện xông vào thiện hải tự. Cửa tăng nhân hồi báo sâu, sau một lúc lâu, kia hai gã nhị phẩm khai thần đi ra. Bọn họ ở ô Hà Long Tháp thời điểm, vì che giấu tay mắt người xuyên thấu chính là bình thường, dân du một y phục đeo lên cái mũ, hiện tại đã đổi lại liễu tăng bào, đầu trọc tranh phát sáng. Hai vị sư huynh mời theo chúng ta đi. Hai tăng rất khách khí, dẫn cách đô cùng cổ tư tháp đi vào, mà nay thiền hải tự chủ trì chính là năm đó, ngã hành lạc nhật khác, thân truyền đệ tử khố tư, cũng là địch nhung tán mãn giáo đại hiền giả, đã đột phá nhất phẩm hợp chân, mơ hồ có địch nhung trấn quốc cường giả tư thái. Cách đô cùng cổ tư tháp dĩ nhiên không có tư cách để cho khố tư tiếp kiến. Bọn họ đi theo kia hai gã tăng nhân, tiến vào thiền hải tự, sau cũng chỉ được an bài ở một coi như rộng rãi trong sân. Trong phòng ngồi xuống sau, tiểu hòa thượng dâng lên đạm trà, hai gã tăng nhân đa cổ lâm cùng hà cam khẽ mỉm cười, điều chỉnh tiêu điểm lo không dứt, cách đô cùng cổ tư tháp nói, hai vị sư huynh mà ngồi yên, chúng ta sau khi trở về khố tư đại sư huynh tự mình cho chúng ta hai kiểm tra đại sư huynh không phải là đan sư cho nên hát thúc thủ vô sách cho nên tự cho chúng ta liên hệ rồi thương thanh thần vật cách đô cùng cổ tư tháp khẩn cấp hỏi phía trên nói như thế nào đa cổ lâm khẽ mỉm cười thương thanh thần vực đại nhân môn đã đáp ứng phái tới một vị tôn quý đan sư có hắn xuất thủ chúng ta trên người đọc sẽ nữa là hỏi đề liễu hai người vui mừng quá đổi. Thật tốt quá. Vị kia đại sư đã sớm lên đường, hẳn là hôm nay đã đến. Hai vị sư huynh tới đúng lúc, trầm muộn bị đè nén một đường hai người thoải mái cười to. Hà Cam cũng hết sức vui mừng, nói, hai vị sư huynh không ngại đoán một cái, lần này tới đến tột cùng là người nào. Cách đua con người vừa chuyển, Hà Cam đại sư nói như vậy, vậy nhất định là từng tại phàm tục thế giới lưu lại quá thần tích đại sư liễu để cho ta thử nghĩ xem. Hà Cam cười mà không nói. Chỉ chốc lát sau, cách đồ bỗng nhiên cả kinh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hồng Y Đại Sư? Hà Cam khen, cách đô sư huynh có đại trí tuệ, thoáng cái tự đoán trúng. Nghe được Hồng Y Đại Sư cái tên này, cổ tư tháp cũng là mừng rỡ. Vị kia đại sư xuất thủ, chúng ta trên người đọc tính đúng là không thành vấn đề liễu. Hồng Y Đại Sư ra hiện tại trên thảo nguyên, là ở ba năm trước đây. Ba năm trước đây, địch nhung một vị nhị phẩm khai thần xâm nhập mẫu hà hoang lam mang, mang đi ra liễu một đầu hoang thú hộ con, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Này một con kém không lịch sự gió hộ con, lại là một đầu nhất phẩm hoang thú, lục dược hạt sư hài tử. Đầu kia nhất phẩm hoang thú phát điên, từ mẫu hà hoang lam mang trong giết đi ra ngoài, tàn sát liễu mấy cái tiểu bộ lạc, sau đó cái đuôi ở trong nước sau một chút, cả con sông cũng biến thành độc thủy. Vị kia nhị phẩm khai thần vội vàng đem hổ con đưa trở về. Lục dường hạt sư mới tức giận trở về, nhưng là cái kia sông tứ liễu tạng lớn thảo nguyên, tẩm bố sáu tiểu bộ lạc, liên quan đến mấy chục vạn người trong thảo nguyên sinh tử tồn vong, nhưng là định nhung vương đình cũng thúc thủ vô sách. Lục dường hạt sư có thể đứng hàng nhất phẩm, độc của nó đuôi muốn chiếm được tám phần công lao, đơn tỷ chiến lực nó xa không bằng khác nhất phẩm hoang thú, nhưng là này một con độc đuôi, để cho tất cả nhất phẩm hoang thú cũng không nguyện ý, cùng nó tranh đấu. Định nhung vương đình bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho kia sáu tiểu bồ lạc di chuyển, không ai nguyện ý rời đi của mình thảo nguyên, cho nên tiếng oán than dậy đất. Vừa lúc đó, vị kia đại sư xuất hiện, nàng dùng một thùng dừa thủy rót vào giữa sông, độc tính giải trừ, đại sư tới vô ảnh đi vô tung, căn bản không cần phàm tục thế giới hư danh. Nàng mặc một thân màu đỏ trường bào, cho nên người trong thảo nguyên lấy hồng y đại sư tôn xưng Kia sáu bộ lạc, thậm chí đem nàng trở thành thần minh cung phụng. Sau lại có chút tin tức tiết lộ ra ngoài, giống như thiền hải tự, loại này ngàn năm cổ tháp tất cả cũng rõ ràng. Một vị kia đại sư, đến từ thương thanh thần vật, tâm địa thiện lương, không đành lòng thấy mấy chục vạn người mất đi của mình Thảo Nguyên, lúc này mới xuất thủ tương trợ. Có Hồng Y đại sư xuất thủ, khó tránh Hà Cam cùng Đa Cổ lầm tuyệt không lo lắng trên người độc tố liễu. Bốn người đang trò chuyện, một tiểu hòa thượng chạy vào. Sư thúc tổ, Hồng Y đại sư đã đến. Chương 31, cho lão đầu bỏ thuốc, thượng. Nga Hanh Lạc Nhật khác kể từ khi năm đó cùng Hồng Thắng Nhật đánh một trận xong tự quy ẩn liễu không có ai biết hắn hôm nay ở nơi nào mà thiện hải tự hiện tại chủ trì người chính là nga hách lạc nhật Khắc, đại đệ tử khố tư cũng là nhất phẩm hợp chân mặc dù hắn cái này nhất phẩm hợp chân đột phá thời gian không lâu nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật nhất phẩm hợp chân thân phận cao quý làm cách đô bốn người cuốn quýt chạy tới thiện hải tự sơn môn miệng thời điểm khổ tư thế nhân đã tại cửa chính nghênh đón cùng hắn sống vai mà đi chính là một gã đang mặc hồng bào khuôn mặt nếp nhăn thân thể đã có chút ít câu lũ lão phụ lão phụ có một cổ hồn nhiên thiên thành khí thế ai cũng có thể nhìn ra nàng cũng không phải là nhất phẩm hợp chân nhưng là nàng cùng khố tư đại hiền giả đứng chung một chỗ vô luận bất luận kẻ nào đầu tiên nhìn chú ý tới cũng là nàng cho dù là nhất phẩm hợp chân cũng muốn cho nàng làm nên cách đô bốn người cuốn quýt tiến lên bái kiến bọn ta ra mắt đại sư. Hồng y đại sư lạnh nhạt gật đầu, nàng tới nơi này tự có nguyên nhân của hắn, nhưng tuyệt đối không phải là đơn thuần, bởi vì mấy vị nhị phẩm khai thần. Cách đô bốn người tiểu tâm giật giật theo ở phía sau, vào thiện hải tự, khổ tư đại hiền giả đã sớm phân phó đi xuống, dùng tác mạng giáo cấp bờ cao nhất lễ tí nghênh đón Hồng y đại sư. Đoạn thời gian này tới nay, thiện hải tự trong một mực chuẩn bị, Hồng Y Đại Sư xuất hiện thời điểm, cửa chùa ngoài thì 108 tên, đang mặc Hoàng Y đầu đội tăng mũ tán mãn giáo tăng nhân, xếp thành hàng ngân đón, nhất đầy đủ hết 36 loại tán mãn giáo nhạc khí cùng nhau kêu tấu, tiến nhập sơn môn sâu. Hai bên vẫn có thịnh trang tăng nhân xếp thành hàng, còn có 8 đại tam phẩm hiền thánh, dọc theo đường đi đem tuyết trắng long dê, thảm trại tại liễu Hồng Y Đại Sư dưới chân. Loại này thảm, chính là trên thảo nguyên thành kính nhất tín đồ vào hiến mình tối ưu chất lòng dê chức thành. Hôm nay, người ở chỗ này chỉ có khố tư đại hiền giả có tư cách cùng hồng y đại sư cùng nhau dẫm lên trên. Ngay cả Hà Cam cùng Đa Cổ Lâm đều chỉ có thể đàng hoàng đi ở trên mặt đất. Mãi cho đến liễu thiền hải tự ngay giữa đại hát thiên thần điện. Song Phương ngồi vào chỗ của mình có tăng nhân đưa lên dùng sôi trào sữa dê hướng điều hát chuyên trà. Khố tư đại hiền giả vừa uống vừa phụng bồi hồng y đại sư tán gẫu. Cách đô đám người càng nghe càng kinh ngạc bởi vì bọn họ phát hiện hồng y đại sư hết sức bán học. Đối với trên thảo nguyên hết thảy cơ hồ, rõ như lòng bàn tay. Giống vậy này, hát chuyên trà hướng điều phương pháp, tự so sánh với cách đô, cái này ăn đốc thị nhân vật, số 2 còn muốn tinh thông. Khá hơn nữa, so sánh với về tác mãn giáo các loại giáo nghĩa, hắn so sánh với Hà Cam cùng đã cổ lâm, hiểu còn muốn khác sâu. Cả thiện hải tự, chỉ sợ cũng chỉ có khố tư đại hiền giả, có thể cùng nàng ngồi mà nói suông. Sau nửa canh giờ, những thứ này tràn diện thượng nghi thức kết thúc. Khố tư đại hiền giả xin hồng y đại sư đi nghỉ ngơi. Cách đồ ba người đầy cõi lòng, mong đợi chờ trực. Đáng tiếc, hồng y đại sư đối với cho bọn hắn giải đồng, tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn hứng thú mắt thấy Hồng Y Đại Sư sẽ phải rời đi. Bốn người vẫn đi theo ở phía sau, đợi đến nhàn tạp nhân đẳng cũng đã lui ra. Chỉ còn lại có bọn họ sáu người, cách đô rốt cục không nhịn được tiến lên lễ bái nói. Kính xin Đại Sư cứu mạng. Hồng Y Đại Sư nhìn hắn một cái, nói, cách đô ngươi làm ác đa đoan, nghiệp chướng nặng nề, vốn là không nên cứu ngươi. Cách đồ thiếu chút nữa tuyệt vọng, nghe được vốn là kia hai chữ, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bởi vì có một tiểu tử quá ngu xuẩn, vế đi nhà các người an đông, cho nên công bình dưới nguyên tắc phải cho các người một chút bồi bổ lại. Các người đi trước chờ, bổn tọa cùng khố tư đại hiền giả nói xong, tự nhiên có sai người đem bọn ngươi dẫn tới đây. Cách đồ bốn người thật dài thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau lệ bái cảm tạ. Hồng y đại sư cũng đã xoay người rời đi. Mới vừa rồi tán gẫu bất quá là ở trước mặt mọi người làm làm bộ dáng đây cũng là hồng y đại sư lần này tới nhiệm vụ một trong dưới loại tình huống này mặt thượng ủng hộ một chút ngàn năm cổ tháp thiền hải tự kế tiếp mật đàm mới thật sự là cơ mật đồ bất quá những thứ này cách đô bọn họ cũng không có tư cách tham dự bốn người bọn họ ở đa cổ lâm trong sân nhỏ thấp thỏm đợi một canh giờ rốt cùng có một tiểu hòa thượng bước nhanh chạy tới hồng y đại sư để cho bọn họ đi qua bốn người vội vàng đuổi đi qua hồng y đại sư chỗ ở so sánh với đa cổ lâm cùng hà cam sân tăng lên còn muốn lớn hơn gấp mấy lần ngay cả cách đô cũng không biết thiện hải tự trông còn có như vậy một chỗ nhà cửa bởi vì nơi này là đặc biệt chảy ra vội tới chủ thần vật người chuẩn bị hồng y đại sư đối với nơi này các loại vàng rồng chế tạo khí cụ có mắt không trồng nơi chi lạnh nhạt, nàng ngồi ở một tờ tinh mỹ thảm lòng cừu thượng. Bọn bốn người bái kiến xong, nàng mới ngoát ngoát tay. Hà Cam cùng đa cổ lâm tới trước. Hai người lần này thuần túy là bị liên lụy. Vì vậy, Hồng Y Đại Sư đối với hai người ưu đãi một chút. Cách đô trong lòng ngược lại trấn định lại, từ ngăn ngụi tiếp xúc đến xem. Hồng Y Đại Sư là một có nguyên tắc của mình. Hơn nữa, nguyên tắc rất mạnh người nếu nàng lúc trước nói công bình nguyên tắc, vậy thì nhất định sẽ tuân thủ, cho nên nhất định sẽ toàn lực cứu trị mình. Hà Cam cùng đa cổ lâm tiến lên, ở Hồng Y đại thần bên người quỳ xuống, Hồng Y đại sư khoát tay, hai luồng kỳ dị vỏ khí đem hai người bao phủ. Loại này vỏ khí, lóe ra màu đỏ quang mang, dập theo thật giống như ngọn lửa giống nhau, tràn đầy linh động cảm giác. Nhiều tia vỏ khí từ hai người, thân thể trong lỗ chân lông, chậm chạp thẩm thấu đi vào. Hồng y đại sư chân mày từ từ nhíu lại. Ước chừng qua một bữa cơm thời gian, nàng vừa chiều cách đô cùng cổ tư tháp vẫy vẫy tay. Hai người các ngươi cũng tới đây. Hai người theo lời tiếng lên, lại là hai luồng vỏ khí bay ra tới rơi vào hai hắn, đích trên người. Hai người cảm giác được toàn thân khẽ tê đại dương, nhưng một cử động cũng không dám. Hồng y đại sư, chân mày dần dần khóa chặt, đứng dậy tới quay chung quanh, bốn người đi tầm vài vòng, cẩn thận quan sát bốn người trên người hết thảy chi tiết, sau đó vừa ngồi trở lại đi. Cách đô bốn người đầy cỏ lòng, mong đợi nhìn nàng, vị này tuổi già phụ nhân, ở địch nhung đã thành một truyền kỳ, chỉ cần nàng chịu ra tay, không có giải không được đọc. Vấn đề chỉ ở cho, đại sư có chịu hay không xuất thủ, hồng y đại sư nghĩ ngợi chốc lát, chân mày dần dần giãn ra mở, khẽ gật đầu, đi ra ngoài trước chờ. Đa tạ đại sư, bốn người vui mừng quá đỗi khấu đầu dân lại, sau đó bò lỡm ngỡm lui ra ngoài. Sau đó, chính là làm cho lòng người tiêu bốn canh giờ đợi chờ. Bọn họ vì hồng y đại sư Hồ pháp, cảm thụ được bên trong gian phòng vỏ khí, cùng ngọn lửa giao thế bay lên lực lượng, một cổ mùi thuốc bay ra, làm cho người ta chẳng qua là nghe thấy đã cảm thấy tai mắt nhất thanh này trong đó, cách đô trong cơ thể, độc tính lại phá tán một lần. Hắn cố nén, thống khổ vô cùng thời điểm, một cổ mùa thuốc bay tới, cách đô tinh thần rung lên, thống khổ cũng giảm bớt rất nhiều. Điều này làm cho bốn người phi thường khẳng định, Hồng Y Đại Sư đang luyện chế đan dược, chính là giải bên trong cơ thể của bọn họ, kỳ độc linh đan. Bốn canh giờ trong, thống khổ một thần mồ hôi lạnh, cách đô rút cục chờ đến cánh cửa kia mở ra. Hồng y đại sư vẻ mặt lộ ra vẽ có chút tiêu tụy. Hiển nhiên luyện chế loại này, cấp bậc chính là giải độc linh đan. Đối với nàng mà nói, cũng không dễ dàng. Nàng vừa nhấc ống tay áo, bốn miếng linh đan chia ra rơi vào bốn người dưới chân. Ăn vào, bốn người vui mừng quá đổi, cũng không để ý cái gì trên mặt đất hèn hạ. Nhặt lên tới tự trực tiếp nhét vào trong miệng dùng đi xuống rồi sau đó ngồi trên chiếu, bắt đầu vận chuyển vỏ khí, trợ giúp dược tính hóa mở. Hồng y đại sư xoay người rời đi, căn bản không cần đi nhìn bốn người phản ứng. Đây là truyền kỳ đại sư tự tin, rất có loại chuyến phất y đi tiêu sái. Bốn người này, mặc dù là nhị phẩm khai thần, nhưng là ở hồng y đại sư trong mắt, cũng không so sánh với năm đó, nàng cứu vớt cái kia, chút ít thảo nguyên bộ lạc dân chúng cao quý từ tánh mạng góc độ mà nói là bình đẳng, mà trong bốn người, cách đô cùng cổ tư thám nghiệp chướng nặng nề, khác hai người ở Hồng Y Đại sư xem ra cũng chỉ là lừa hảo một chút, nhưng là nàng còn chưa đi xuất viện tử, bỗng nhiên nhận thấy được có cái gì không đúng, quay người lại, trong bốn người tu vi nhấc mỏng cách đô, đông một tiếng một đầu mới ngã xuống đất thượng, mới vừa đã trải qua một lần, đọc phá cách đô, đã bị hành hạ kiệt sức lúc này lại lần thứ hai đọc phát hắn hoàn toàn chống đỡ không nổi lập tức ngất đi qua mà cho dù là hắn đã bớt tỉnh đọc tính như cũ ở phá tát hồng y đại sư trong nháy mắt đã đến cách đô bên cạnh trơ mắt nhìn cách đô toàn thân da thịt biến thành một loại đáng sợ tiếng màu xanh biếc tự hồ mỗi một cộng long mảnh mạch máu đều ở càng không ngừng co rút lại mỗi một đạo kinh mạch cũng muốn hoàn toàn bế tắc chuyện gì xảy ra? Ngay cả Hồng Y Đại Sư cũng thớ kinh, nàng cần tới không kịp đi thăm dò nhìn cách đô tình huống. Vừa Hà Cam cũng phát tác, đường đường nhị phẩm khai thần, dưới loại tình huống này, thống khổ dưới không có thể kiên trì mấy hơi thở, tự thống khổ ngã trên mặt đất, cò quắp, trong miệng phá ra từng tiếng sắp chết giả dạ thú bi thảm thanh âm, từng đạo bọt mép phục lên đi ra ngoài, khiến cho đầy người cũng là, không có một chút phong độ có thể nói. Rồi sau đó là đà cổ lâm, nửa sau đó là tu vi cao nhất cổ tư tháp. Mỗi người tình huống không sai biệt lắm. Dần dần, địa mạch máu bắt đầu co rút lại, kinh mạch bế tắc, da thịt biến thành một loại đáng sợ tím màu xanh bí. Hồng y đại sư trăm triệu, không nghĩ tới phải cái kết quả này. Nàng tỉ mỉ xem xét liệu bốn người trong cơ thể độc tính, đúng là rất ngoan cố, rất cổ quái cho dù là nàng cũng mất một phen tâm tư mới nghĩ ra được biện pháp giải quyết hơn nữa vì vậy hoa phí tam vị mình trân quý nhiều năm không nỡ sử dụng linh dược còn dùng liễu mình hiện tại đủ khả năng vận dụng cấp bậc cao nhất luyện đang thủ đoạn bất quá nàng vô cùng có nắm chắc độc tính là có thể giải khai loại này hạ độc đích thủ đoạn hồng y đại sư phi thường khẳng định là tới từ chủ thần vật bởi vì này đã xa xa vượt ra khỏi phạm tục thế giới, ứng hữu trình độ, giải độc so sánh với hạ độc khó khăn, cho nên hắn cảm giác mình có thể giải độc như vậy, trình độ nhất định tại hạ độc nhân trên. Tự nhiên đối với cái kia, không biết tên họ hạ độc người không có gì hứng thú. Nàng ở đan đạo thượng đích thiên phú, độc bộ các loại thần vật, nhưng là bởi vì tuổi của nàng hạn chế, còn không có đạt tới chân chính, có 102 quần hùng trình độ, cho nên xuất hiện một cùng nàng tài nghệ không kém, nhiều đan đạo cao thủ, nàng cũng không nghĩ là. Nhưng là giải độc thất bại, vậy thì ý nghĩa nàng lúc trước hết thảy, suy đoán tất cả đều là sai lầm. Người này đem độc tính chân chính chỗ đáng sợ che giấu, ngay cả bọn ta không có phát hiện. Điều này làm cho nàng đối với hạ độc người trình độ hết sức hiếu kỳ. Nàng lại đi xem xét bốn người, nhưng là bốn người kinh mạch đã cơ hồ hoàn toàn bế tắc. Nàng vợ khí không cách nào thông hành, chỉ có thể thông qua da lỗ chân lông thẩm thấu. Đại khái nắm giữ bốn người, tình huống trong cơ thể. Bớt quá này đã đầy đủ liễu, nàng trong nháy mắt tự hiểu, mình lúc trước quả thật bị che mắt. Nhưng là càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận chính là, cho dù là hiện tại, nàng hẳn là đã trải qua hoàn toàn, hiểu rõ loại độc chất này, thuốc dược tính, nhưng càng thêm nghĩ không ra có cái gì, phương pháp có thể giải độc. Chương 31, Hạ Dược Lão Đầu, Hạ. Hồng Y Đại Sư lúc này theo trong tay áo lấy ra đến một cái tinh xảo hộp ngọc tử. Mở ra bên trong, còn có 6 miếng linh đan. Nàng nhanh chóng cho mỗi người phục dụng tiếp theo hạt. Thời gian dần qua, bốn người rốt cục nhẹ lỏng một ít, độc tính tựa hồ chậm rãi giảm bớt. Hồng Y Đại Sư chắp tay sau lưng, đứng ở một bên ngửa đầu nhìn lên trời lâm vào thờ sâu mê hoặc bên trong rốt cuộc là ai mấy đại chủ thần vật đang đạo cao thủ nàng đều biết rõ những người kia có cái gì trình độ nàng vô cùng rõ ràng có lẽ còn có như vậy có hàng mấy vị đang đạo tiêu chuẩn ở đây nàng phía trên nhưng là tuyệt đối không phải là hiện tại loại này trên lệch nàng đã nhìn ra loại độc chất này dược sử dụng nguyên liệu cũng không trân quý không phải cái gì phát hiện mới đích thiên hạ kỳ độc, có thể sử dụng cái dạng gì phối hợp, cái dạng gì luyện chế thủ đoạn, rõ ràng có thể sinh ra đời như này, cổ quái phức tạp lại càng đáng sợ độc tính. Theo loại độc chất này dự chỗ phản ứng ra đấy, hạ độc người đối với tại dự lý dự tính nắm giữ, đã xa xa vượt ra khỏi trình độ của chính mình. Điều đó không có khả năng. Chủ thần vượt bên trong còn có như vậy tồn tại. Phạm tục thế giới, cái kia càng không có thể. Vừa rồi, cái kia ngọc trong hộp lên đen, kỳ thật chỉ có một vị thú tài. phàm là thế tục giới đan sư bọn họ chỗ không biết đấy. Một loại trí tôn bảo dược, cửu hòa tiên miêu. Đây là giải độc thú tiên, chỉ còn lại có cái này sáu miếng. Hồng y đại sư vốn là không nở dùng, nhưng là đã ưng thuận lời hứa. Chính mình lại thúc thủ vô sách, cũng chỉ có thể dùng cửu hòa tiên miêu đến thử xem rồi. Nàng kỳ thật không biết, không thể lạc quan. Loại này độc dược kỳ thật theo thuộc về mà nói không thể xem như độc dược. Chỉ là đem một ít dược tính mãnh liệt lên dược, phối hợp ngồi dậy có một loại phi thường đặc thù thủ đoạn luyện chế ra ra. Dược tính cổ quái đáng sợ này, nhưng cũng không phải là độc dược. Nói như vậy cũng liền không đọc nhưng giải. Cửu hòa tiên miêu nhiều nhất chỉ có thể áp chế dược tính, lại để cho bốn người này đạt được giảm bớt mà thôi. Tình huống cũng đúng như Hồng Y Đại Sư đoán trước, bốn người dần dần hoảng tới, cách đô cũng thức tỉnh, nhưng là bốn người vẽ mặt cho tàn chi sắc, còn mang theo như vậy, một tia kỳ vọng nhìn xem Hồng Y Đại Sư. Đại Sư, thanh âm của bọn hắn đã run rẩy nhưng là Hồng Y Đại Sư căn bản không có hứng thú trả lời vấn đề của bọn hắn, rất không khách khí đánh gãy hỏi, các người rốt cuộc là như thế nào chúng đọc đấy, hạ độc người là ai? thành thành thật thật nói ra. Bốn người không lớn tình nguyện, bởi vì bọn họ đều minh bạch. Nếu quả thật không có người có thể giải độc, cuối cùng nhất còn muốn đi cầu Hồng Vũ. Cho nên, bốn người chuyện bị trúng độc như cũ ở vào nghiêm khắc giữ bí mật trạng thái. Trừ bọn họ ra bốn cái, cùng với khố tư đại hiền giả bên ngoài. Ở đây, định nhung cơ hồ lại cũng không có người nào biết. Không chịu nói, cái kia tốt, ta mặc kệ, Đại sư bớt giận bốn người tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Ngư một lời ta một câu, đem sự tình nói. Hồng Vũ, Hồng Y đại sư sững sờ. Hồng Di Lan ca ca, cái kia phủ đô đệ nhất quần áo lụa là. Chính là hắn. Bốn người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hồng Y đại sư gật gật đầu. Vừa rồi cái kia mòn hạt lên đan, mới có thể đủ cam đoan các ngươi thể nọc độc tính trong ba tháng sẽ không phát tác. Chờ ta trở lại, Hồng Y Đại Sư chưa cùng Khố Tư Đại Hiền giả tạm biệt, liền không thể chờ đợi đưa, rời đi thiện hải tự. Đối với tại một người đàn đạo cường giả mà nói, không có người cái gì, sao phát hiện một cái đàn đạo nan đề, càng làm cho bọn họ mất ăn mất ngủ rồi. Hồng Y Đại Sư ra thiện hải tự, lập tức thể hiện ra thực lực kinh người, nhanh như điện chớp đến ngoài trăm dặm, dọc theo con đường này, vận dụng lại là nhị phẩm khai thần đỉnh phong lực lượng, rồi sau đó, nàng ở đây một mảnh trong núi rừng, thổi một tiếng huyết sáo, một đầu tam phẩm hoàng thú liệt diễm ma kiêu, hoang hô một tiếng chui ra. Nàng ngồi trên liệt diễm ma kiêu, dùng càng tốc độ nhanh thẳng đến đại hạ mà đi. Vốn là nửa tháng lộ trình, nàng chỉ dùng một ngày rưỡi đã đến đại hạ biên quan. Sau đó, bí mật thông qua phi thiên quan, tiến vào đại hạ cảnh nội. Ở đây, phi thiên quan, nàng tiến vào một cái khách sạn sáng sớm hôm sau một người nhẹ nhàng uyển chuyển hàm xúc cô gái tùy sát theo trong khách sạn đi ra vũ đô trong thành mấy ngày này về như thế nào ban thưởng hồng vũ thảo luận đúng là hừng hực khí thế trên triều đình thiếu chúng nữa động thủ đánh nhau võ tông hoàng đế biểu hiện ra vui mừng khôn xiết bởi vì hồng vũ triệt để áp chế an đông đại hà trên mặt có quan hơn nữa hắn còn đã mang đến ô hà long tháp bộ lạc quy hàng công văn. Tuy nói ô hà long tháp, bộ lạc kích thước không lớn, nhưng là bọn họ một cái so sánh thân cận địch nhung. Hiện tại, đến đây quy phụ, cũng là khai mở cương thác đất công tích vĩ đại. Võ Tông Hoàng đế đương nhiên vui vẻ. Chính là Hồng Vũ trở về rồi, Triệu Càng Lâm lại không còn có tin tức. Kết quả không cần nói cũng biết, Võ Tông Hoàng đế làm sao có thể thật sự cao hứng trở lại. Mà hết lần này tới lần khác, Mấy ngày nay, Bách Lý Thịnh Thế đều không có vào triều, lại để cho Võ Tông Hoàng đế tìm không thấy một cái, bởi vì thương lượng người, trong lòng của hắn rất buồn khổ. Trên triều đình, Hà Thường mang theo một đám người cùng Hồng Thắng Nhật, phe phái nhào nhào đến nhào nhào đi. Tống mặt cẩn cầm đầu quan viên, chính là bảo trì im miệng không nói. Đã nhào nhào vài ngày rồi, còn không có kết quả, luận chiến tranh, ba cái hà thường cũng không phải hồng thắng nhật đối thủ. Luận cả nhau, 10 cái hồng thắng nhật cũng không phải hà thường đối thủ. Rõ ràng lúc này đây, hồng vũ có công lớn ở đây thân, nhưng là bị hà thường các loại quỷ biện phía dưới. Cứ thế mà đứng vững, hồng thắng nhật nhất phái áp lực, một mực kéo cho tới bây giờ. Có điều, hà thường cũng ở đây âm thầm kêu khổ. Bách Lý Thịnh Thế lão gia hỏa này đi đâu vậy? lại không trở lại lão phu một người, nhưng chịu không được rồi. Ngày hôm nay, lại là không có tranh giành ra kết quả gì ra. Hồng Thắng Nhật nhẫn nhịn một bụng tức giận về tới trong nhà. Ngồi xuống đã nhìn thấy cháu trai Hồng Vũ cười tẩm tiểm bưng một ly trà đi tới Gia Gia bên người. Gia Gia, đừng theo chân bọn họ sinh khí, tức giận lớn hơn thương thân tử. Ra, ta lại để cho tiêu nghiên chuyên môn nấu tuyết cúc thành phế trà. Ngài giảm nhiệt tức giận, Hồng Thắng Nhật phổ đoạt Nhật bảo đao, chỉ vào đại môn phương hướng gào thét. Hà thường cái kia lão già kia, cố tình gây sự muốn áp chế chúng ta hồng gia. Nằm mơ lão nhị ngư chờ, chuyện này gia già nhất định phải làm cho bệ hạ cho ngươi một cái, công đạo ban thưởng, bằng không thì ta liền. Gia già xin bớt giận, uống trà, uống trà. Hồng Vũ vội vàng khuyên bảo, Hồng Thắng Nhật liên tục không ngừng hừ một tiếng, nâng chung trà lên đến một ngầm uống hết. Đúng vậy, không hổ là tiểu nhà đầu làm đấy, dễ uống. Hồng Vũ xem hắn uống, thở dài một hơi, ngồi ở đây vừa nói. Gia Gia, Bách Lý Thịnh Thế đại khá là lúc nào biến mất, không thấy gì nữa hay sao? Hồng Thắng Nhật kỳ quái. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lại để cho ta suy nghĩ. Ở đây ngươi trở về hai ngày trước. Hắn vốn một ngày trước tảo triều, còn nói ngày hôm sau thảo luận Tây Bắc. Tình hình hạn hán, Kết quả ngày hôm sau đã không thấy tâm hơi, cũng không có vào triều. Cái kia chính là nói, đến bây giờ đã 5 ngày rồi. Đúng vậy. Hồng phủ bất đắc dĩ, già già chinh chiến xa trường, vô địch thiên hạ, nhưng là ở trên triều đình, thật là quá không nhạy bén rồi. Bách Lý Thịnh Thế không hiểu thấu mất tích lâu như vậy, gia gia lại không có một điểm cảnh giá. Năm ngày thời gian cũng không xê xích gì nhiều, không sai biệt lắm cái gì hồng thắng nhật còn chưa rõ không sai biệt lắm đầy đủ hắn vượt qua cái kia một đạo thiên môn bước vào nhất phẩm hợp chân cái gì hồng thắng nhật cọ thoáng cái đứng lên nhưng là hắn lập tức thân thể nhoáng một cái thiếu chút nữa mới ngã xuống đất bên trên hắn giật mình mà nhìn xem hồng vũ người hồng vũ ngồi ở chỗ kia nhìn xem gia gia nói chững chạc đàng hoàng nói gia gia không có nhất phẩm hợp chân tòa trấn Chúng ta căn bản không phải bách lý thịnh thế đối thủ, chỉ có hy sinh ngài lão nhân gia. Ta đem ngài mê đảo rồi, đưa cho bách lý thịnh thế. Hồng già cần phải còn có thể giữ lại nhân mạch hơn khói. Ngài liền hy sinh một chút đi. Hồng thắng nhật giận tím mặt Ranh con, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thành thành thật thật, ta sắp ngất đi thôi. Ngươi dám để cho ta mang theo nghi vấn ngủ đi qua. Chờ ta tỉnh lại, đánh nát cái mông của ngươi. Hồng Vũ ngoài ý muốn, sờ lên mặt của mình. Ta diễn cứ như vậy không giống sao. Hồng Thắng Nhật giận không kìm được. Tiểu hỗn đảng người chẳng những cho Gia Gia hạ dư, còn dám gạt ta người nhất định phải chết. Ta cho người biết, người nhất định phải chết. Ánh mắt hắn càng ngày càng trầm trọng, tiếng rống giận dữ cũng dần dần vô lực. Tuyết cút thành phế trong trà rơi xuống một loại cường lực thuốc mê. Coi như là nhị phẩm khai thần đỉnh phong, cũng nhìn không được rồi. Hồng Vũ dương dương đắc ý, xiên lấy eo đứng ở đây trước mặt Gia Gia. Lão Gia Tử, ngài lão nhân gia cả ngày đem ta mắng máu chó xối đầu. Mặc dù ngài là Gia Gia, nhưng là như thế này cũng là không đúng. Ta lúc này là không nói cho người đến tụt cùng muốn làm gì, liền lại để cho ngài già mang theo nghi vấn mê mang đi qua. Ngài có thể làm gì ta? Hồng thắng nhật chết không chịu nhận thua. Ngươi chờ đó cho ta. Ranh con chờ ta tỉnh đầu hắn nghiêng một cái, triệt để bớt tỉnh đã ngủ. Hồng Vũ cười hát hát, đem già già nâng lên đến đi tới một gian yên lặng trong phòng. Hồng Thân cùng Hồng Dân thủ ở bên ngoài, không được lại để cho bớt luận cái gì tiến đến. Vâng, thiếu gia. Hồng Thân có chút bận tâm. Thiếu gia, có thể làm sao? Hồng Vũ do dự thoáng một phát, sự do người làm. Hồng Dân cùng Hồng Thân gật đầu một cái. Theo nhị phẩm khai thần đột phá đến nhất phẩm hợp chân là tối trọng yếu nhất, một đạo cửa khẩu chính là cảm ngộ. Nhị phẩm khai thần danh như ý nghĩa đã đạt đến thần, một loại cấp bậc. Cái này thần là đối với người bình thường lực lượng mà nói đấy, mà nhất phẩm hợp chân ý tứ thì là muốn cùng thiên địa tương hợp, coi như là thần, cũng là đứng thẳng tại cái này trong trời đất sinh vật, không cách nào siêu thoát. Thần tiến thêm một bước cùng thiên địa tương hợp cần cơ duyên cùng cảm ngộ một bước này dựa theo thanh nguyên đại lục đang đạo lý luận chính là nhân lực chỗ cùng thời điểm nói đúng là một bước này phải dựa vào bản thân vượt qua đi đang dược vô dụng hồng vũ biết rõ cái này lý luận chỉ là giới hạn trong thanh nguyên đại lục là hắn biết vài loại đan phương nhưng dùng cường ép đem nhị phẩm khai thần tăng lên tới nhất phẩm hợp chân nhưng là loại này nhất phẩm hợp chân cơ hồ đời này liền dừng lại ở đây. Nhất phẩm hợp chân sơ kỳ cảnh giới, về sau muốn càng tiến một bước khó hơn lên trời. Mà Hồng Vũ cũng càng hy vọng, già già có thể dựa vào hắn, bản thân lực lượng vượt qua cái kia, một đạo thiên môn. Nhưng là hắn theo ô Hà Long Tháp sau khi trở về, nghe nói, Bách Lý Thịnh Thế vô duyên vô cớ mất tính hai ngày, hắn cũng cảm giác được không ổn rồi, bởi vậy lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị mà hắn cũng muốn mở, coi như là tướng gia gia cưỡng ép đề thăng làm nhất phẩm hợp chân, thì thế nào? Ai nói sau này, mình liền không có cách nào lại để cho hắn càng tiến một bước. Đích thật là khó hơn lên trời, thì tính sao? Chỉ cần mình cố gắng, tổng còn có hy vọng huống chi, mình còn có cá gỗ cục gạch, kỳ tích tổng sẽ xuất hiện. Chương 32 Đột phá nhất phẩm Thượng Giải khai cái này khúc mắt, Hồng Vũ lập tức bắt tay vào làm luyện đan. Hắn dùng ở đây thần vượt thăm dò chi ở bên trong, lấy được chí tôn thiên địa bảo dược thất diệp tiên lan vì là quân dược. Mặt khác, 19 loại nhất phẩm thiên địa bảo dược vì thần dược, cộng thêm khác 36 loại, các cấp cấp trân quý linh dược, hao phí 3 ngày thời gian. Rốt cục, luyện chế thành công trở thành cần có linh đan. Hôm nay đã là bách lý thình thế mất tích ngày thứ năm. Hồng phủ lập tức hành động Lừa được hắn da da Vào phòng Bên trong đã sớm dựa theo hắn Phân phó chuẩn bị xong thùng gỗ Cùng nước ấm Hồng phủ đem lão gia tử để ở một bên trên giường Sau đó Cẩn thận từng ly từng tí Theo không gian thiết giác bên trong Lấy ra một cái bình thủy tinh Cùng một cái hộp ngọc Trong bình thủy tinh Chứa sức nặng không nhỏ huyết dịch Mặc dù đã theo lăng thiên thần hủy trên người Rút ra mấy canh giờ rồi nhưng là như cũ không có một điểm cứng lại dấu hiệu trong máu không ngừng mà sinh ra nguyên một đám nguyên khí vòng xoáy không ngừng xoay tròn lại để cho cái này một lọ huyết dịch giống như sôi trào thông thường mà những cái kia vòng xoáy thường thường ba cái nằm cái lẫn nhau dung hợp thành là một cái càng lớn đấy đem là một cái lớn vòng xoáy xuất hiện về sau huyết dịch trên không sẽ hiện ra một đầu mơ hồ mà thần thú hư ảnh khí thế phi phàm đó là lăng thiên thần hủy, thể nội cái kia, ý tứ cũng không thức tỉnh huyết mạch. Cha này huyết dịch chính là hồng vũ cả cái trong kế hoạch, mẫu chốn nhất một bước, thuốc dẫn. Không có chính thức nhất phẩm lực lượng, rất khó thúc dục dự lực. Hồng vũ lại đem hộp ngọc mở ra, bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy 18 miếng linh đan. Đây là so thất điệp lãng càng cao càng hơn thấp một loại linh đan, tổ hợp phương thức lão quân đào tôn truyền cho trong trí nhớ của hắn. Loại tổ hợp này, phương thức gọi là thập bát trọng lâu. Hồng Vũ theo trong bình thủy tinh đổ ra chính tích thú huyết, sau đó đem một quả lên đàn hòa tan ở trong đó. Nước thuốc lập tức biến thành một loại dày đặc kim hồng sắc. Hắn đem nước thuốc nhỏ vào trong thùng gỗ, vụ một tiếng giống như là một đầu, nhanh chóng bành trướng kim long. Ở trong nước khắp nơi tán loạn, rất nhanh trong thùng gỗ nước ấm, liền toàn bộ biến thành một loại màu đỏ nhạt. Hồng Vũ đem lão gia tử cởi hết bỏ vào, sau đó lại dùng chính tích thú huyết đã hòa tan một quả linh đan, cho lão già phục dụng xuống dưới. Đan đạo, theo thuộc về mà nói, chính là y đạo cao nhất tên hoa tổng kết, sau đó tiến thêm một bước thăng hoa. Đan đạo cao thủ tuyệt đối là một người vượt quá xa bình thường trình độ y tượng. Hồng Vũ khoát tay lại từ không gian thiết giác bên trong, lấy ra một cái bao vải, mở ra bên trong chỉnh tề mà xếp chồng chất lấy một quả miếng kim châm, tổng cộng 108 chỉ cái, Hồng Vũ ra tay nhanh chóng, 108 miếng kim châm, phân biệt đâm vào da da, quanh thân 108 chỗ lớn trong huyệt, loại này kim châm hút vào long trâu, nhưng lại ánh sáng đấy, loại này luyện chế thủ đoạn chỉ có đạt đến khí sư tiêu chuẩn mới có thể hoàn thành. Đây là Hồng Vũ lại để cho Tôn Bán Sơn tạm thời chế tạo gấp gáp đấy. Trong nước dược hiệu theo 108 miếng kim châm thuận lợi tiến nhập gia gia thể nội, phối hợp với thể nội dược tính, dần dần bắt đầu khởi hiệu. Hồng Vũ dùng linh giác cảm giác thoáng một phát, hết thảy thuận lợi bình thường, hắn thoáng thở dài một hơi, ở một bên ngồi xuống tu hành, thủ hộ lấy lão gia tử. Cái này một bộ, thập bát trọng lâu, đến cực điểm lên đan. Trong ngoài giao chinh, tổng cộng 9 lần dùng dược, mỗi 6 canh giờ một lần, ít nhất phải 4 ngày nữa mới có thể cuối cùng nhất thành công. Mặc dù Hồng Vũ đã sớm suy diễn đếm rõ số lượng lần, thành công khả năng đạt đến 8 phần, nhưng là dù sao đột phá đến nhất phẩm hợp chân, loại chuyện này quá mức khó khăn, như cũ có quá nhiều không xác định tính. Hồng Vũ kỳ thật một mực lo lắng, hại sợ thất bại. Bách Lý Thịnh Thế lúc này đây hấp thụ giáo huấn, tàn không còn thấy bóng dáng tâm hơi, mà Hồng Vũ trở về lại trễ. mà sớm mấy ngày nay Hồng Khê, trang trạch bọn họ bí mật sưu tầm, lại còn không có phát hiện một chút tung tích. Không thể như lần trước, một loại phá hư Bách Lý Thịnh Thế đột phá. Cái kia cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tướng Gia Gia cảnh giới tăng lên đi lên. Hồng Vũ yên lặng mà thủ ở một bên, mình cũng đi theo tu luyện. Sáu canh giờ bên trong lại dựa theo trước đó trình tự, thú huyết với tư cách thuốc dẫn, phối hợp với linh đan cho gia gia phục dụng. Hết thảy đều dựa theo Hồng Vũ an bài cái kia, dạng tiến triển lấy. Hồng Thắng Nhật thể nội lực lượng, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù là hiện tại vô ý thức trạng thái xuống, như cũ có từng luồng từng luồng linh năng chấn động bành trướng tựa như bờ biển sóng lớn, làm cho Hồng Vũ cũng chỉ có thể ở đây, mười bước bên ngoài ngồi xuống. Ba ngày về sau, Hồng Vũ cho hắn mớm thuốc, nhất định phải cần muốn toàn lực ngưng tụ vỏ khí, ngăn cản cái kia, từng luồng từng luồng lên năng chấn động, mới có thể dựa vào gần bên cạnh của hắn. Đến cuối cùng, một lần mớm thuốc, Hồng Vũ minh bạch thành bại lúc này, một lần hành động, trong nội tâm cũng tâm thần bất định bất an mà ở phủ đô thành bên trong đúng là lúc xế chiều trên đường phố dòng người hối hả nhưng là thời gian dần qua mọi người tự hồ cũng cảm thấy cái gì câu mày có chút kỳ quái nhìn chung quanh nhưng trên thực tế liền chính bọn họ cũng không biết mình ở đây nhìn quanh cái gì mà sau đó một luồng thủy triều đánh ốp lại phi thường rất nhỏ tuy nhiên lại lập tức bao trùm toàn bộ phủ đô thành dân chúng bình thường rốt cục mình bà tại sao mình cảm nhận không được bình thường, mà sở hữu tất cả võ giả, nhưng lại biến sắc. Cổ khí thế này mặc dù rất nhỏ, tuy nhiên lại mang theo một loại bể nghệ thiên hạ khí chất. Loại khí chất này không có cách nào ngụy trang, nhất định là cần muốn đạt đến cảnh giới kia, người mới có thể có được. Thông thường võ giả đều đang suy đoán ai vậy, bởi vì cổ khí thế này còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Hiển nhiên là có người sắp sửa đột phá đã đến tống mặt cẩn cùng hà thường loại này cấp độ, cũng đã minh bạch người nọ là ai. Bách lý thịnh thế mất tích lâu như vậy, chỉ sợ tứ đại trụ trời bên trong, thì ra là hồng thắng nhật, loại người tài giỏi này sẽ không chút nào hoài nghi. Tống mặt cẩn âm thầm thở dài, hắn mặc dù một mực nhìn không tốt hồng gia cùng hoàng đế ở giữa tranh đấu, nhưng là là một cái phụ thân, vì con gái hạnh phúc cân nhắc, hắn đương nhiên hy vọng Hồng Gia có thể lấy được thắng lợi. Chính là nương theo lấy bách lý thình thế, đột phá nhất phẩm hợp chân. Hồng Gia muốn triệt để theo đại hạ trong lịch sử biến mất. Hà Thường khó được thích ý, chính mình bưng lấy một cái chu buồn bình nhỏ, rót một bình yêu nhất mây mù trà bánh, vui thích phẩm lấy. Cổ khi thế kia càng ngày càng lớn mạnh, áp chế vũ đô nội thành rất nhiều cấp bậc thấp võ giả hết sức thống khổ, nhào nhào theo vũ đô thành bên trong thoát đi, tình nguyện ở ngoài thành qua một đêm ngược lại là thông thường dân chúng chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái cũng không có ảnh hưởng quá lớn cổ khí thế này tăng cường tốc độ cực nhanh hai canh giờ về sau sắc trời đã toàn bộ màu đen cổ khí thế này cũng đạt tới một cái đỉnh bộc phát ra một luồng núi lửa phun trào thông thường đáng sợ cột sáng bay thẳng bầu trời đêm mà cái này luôn cột sáng chỗ địa điểm đúng là trong hoàng cung. Hồng Khê cùng trang trạch không thể làm gì, hoàng đế lúc này đây hết sức cẩn thận, vậy mà cho phép Bách Lý Thịnh Thế trong hoàng cung tu hành. Bọn họ coi như là biết rõ Bách Lý Thịnh Thế, chỗ địa phương cũng không thể tránh được. Cái kia, một sự bực tức thế đã duy trì ở đây. Nhị phẩm khai thần đỉnh phong đã lâu rồi, tùy thời cũng có thể đột phá. Mà lúc này, Bách Lý Thịnh Thế chỗ phá ra tới cái kia, một đạo cột sáng đã đạt đến 1.500 trượng cao, chỉ cần lại tăng cao trăm trượng, chính là nhất phẩm hợp chân. Toàn bộ phủ đô thành, thế lực khắp nơi tâm tình khác nhau, đều đang đợi kết quả cuối cùng. Chính là bách lý thịnh thế khí thế, lại tại nơi này cấp độ bên trên, dừng lại chính là hai canh giờ. Họng gia mọi người tại âm thầm cầu nguyện, nhất phẩm hợp chân không phải dễ dàng như vậy đột phá đấy. Huống hồ hãng trước đó lần thứ nhất, cảm ngộ thời điểm bị hồng vũ sinh sinh đánh gãy. Cái này, tâm ma rất khó đi trừ. Lúc này đây nhất định sẽ thất bại. Vũ đô nội thành không ít người cũng hiểu được. Bách lý thịnh thế lúc này đây, chỉ sợ huyền rồi. Loại này đỉnh phong khí thế, duy trì hai canh giờ, muốn tiến thêm một bước đột phá, đã phi thường khó khăn rồi. Chính là lại qua nửa canh giờ, bách lý thịnh thế khí thế, bỗng nhiên lần nữa bừng bừng phấn chấn. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia, một đạo cột sáng không ngừng bọc phát, một tầng tầng đẩy mạnh đi lên, đem làm sáng sớm đã đến một khắc này. Cột sáng lần nữa tăng lên 100 trượng, vang dội một tiếng sấm sét ở đây, trên chín tầng trời nổ vang, ngập trời uy áp, cùng khí thế cuồn cuộn mà xuống. Nhất phẩm hợp chân, võ giả quân lâm, võ tông hoàng đế một đêm không ngủ, một người một bầu rượu, ở đây trong ngự thư phòng, tự rót uống một mình lẳng lặng chờ. Đêm làm bách lý thịnh thế đột phá một sát na kia, mấy chục năm cần chính vất vả. Ở đây trên mặt hắn, lưu lại từng đạo nếp nhăn, rút cuộc toàn bộ giảng ra. Võ tông hoàng đế cái này đã hơn một năm ra, nhất thư thái một lần nở nụ cười. Có một người nhất phẩm hợp chân nhưng cung cấp ra rồi, chính mình rất nhiều kế hoạch có thể lập tức áp dụng. Hồng gia cũng sẽ không còn là vấn đề. Cái này trước mắt hắn đem thiên hạ sở hữu tất cả, thế lực đều nhét vào hoàng quyền, quản hạt phạm vi lớn nhất, chứng ngại rốt cục sẽ bị loại bỏ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã cùng hư không thần vực, thương thanh thần vực, bên trong một ít thế lực đã thành lập nên liên hệ. Hơn nữa, mới đột phá bát lý thịnh thế, võ tông hoàng đế phi thường tự tin, có thể bằng vào chính mình, quyền mưu cùng thực lực, chính thức thực hiện cái kia, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, dẫn đầu thổ tân, hẳn là vương thần, chiến nguyện to lớn. Hà phủ bên trong, Hà Sùng bước nhanh đi tới phụ thân bên người ngồi xuống. Phụ thân, Hồng Gia cần muốn đã xong, chúng ta đều chuẩn bị xong chưa? Ở đây như thế nào, phong thưởng Hồng Vũ trong chuyện này. Hà thường ở đây bách lý tình thế vắng hợp dưới tình huống, gắt gao đứng vững, hùng hổ dọa người Hồng Thắng Nhật. Cái này, lại để cho võ tông hoàng đế phi thường hài lòng hơn nữa trước đó mấy lần hà thường tại bách lý Thình thế ăn ý liên thủ đánh ốp hồng gia hoàng đế nhất định tất cả đều nhớ tại trong lòng hồng gia rơi đài để lại khổng lồ quyền lực trạng thái chân không hà gia nhất định cần muốn kiếm một chén canh hà sùng có tiêu diệt sơn mang chiến công mà hồng gia lớn nhất quyền lực ngay tại trong quân đội hà sùng nhất định có thể thu hoạch cực lớn hà thường loạn choạng đầu ha ha cười cười còn cần ngươi nói lão tử ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi trước đó lần thứ nhất bách lý thịnh thế sắp đột phá thời điểm ta liền chuẩn bị xong tống mặt cẩn âm thầm thở dài nghĩ đến nữ nhi của mình lắc đầu cũng không nói gì nhất phẩm hợp chân khí thế bao phủ toàn bộ vũ đô phàm là đối với tại vũ đô bên trong chân thật tình thế có chỗ hiểu rõ người tất cả đều minh bạch đây đối với Hồng Gia mà nói, ý vị như thế nào? Võ Tông Hoàng đế đứng dậy ra, long hành hổ bộ, đi tới của ngự thư phòng, liên tục không ngừng đẩy ra hai miếng đại môn, nhìn qua cái kia, sắp bay lên mặt trời chính đông phương, thoải mái vô cùng có tiếng cười to. Bởi vì Hồng Gia mang đến áp lực, rốt cuộc hệ quét là sạch, kế tiếp, chính là hắn đại triển quyền cước, càng quét Hồng Gia thời điểm. Chương 32 Chương 32 đột phá nhất phẩm hạ hồng phủ bên trong hồng thân bọn người thủ ở bên ngoài đã càng ngày càng lo lắng bách lý thịnh thế đã thành công bước qua đạo kia thiên môn trở thành nhất phẩm hợp chân mặc dù là vừa mới đột phá hắn đối với tại hồng gia hận ý cũng biểu lộ không bỏ sót khí thế tràn ngập toàn bộ vũ đô hết lần này tới lần khác đối với hồng phủ bên này đặc biệt chiếu cố hồng thân cùng hồng dần có thể rõ ràng cảm nhận được trên người trầm trọng vô cùng. Đó là bách lý thịnh thế trần trụi áp chế. Ngoại trừ lưỡng người, còn có mấy danh tam phẩm hiện thánh. Bọn họ đã cái trán đầy mồ hôi, Đua kháng thập phần vất vả. Phía sau bọn họ phòng, vốn là có một sự bực tức thế, cho người cảm nhận giống như là trong lúc ngủ say, viễn cổ thần thú, như là bách lý thịnh thế sau khi đột phá. Cổ khí thế này liền bị áp chế, đã hồi lâu không có tiếp tục hướng bên ngoài quá trương rồi. Hồng thân bọn người thật sâu mà lo lắng. Hồng thân cùng hồng dân biết rõ thiếu gia muốn làm cái gì. Mặc dù là lưỡng người đối với thiếu gia tin tưởng 10 phần, nhưng là sự tình này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Toàn bộ thanh nguyên lịch sử đại lục lên, còn theo không ai có thể dùng linh đan, sẽ đem một người nhị phẩm khai thần đề thăng làm nhất phẩm hợp chân. Nhất phẩm hợp chân sở dĩ ở đây, thanh nguyên đại lục tựa như thần thoại mà tồn tại, cũng là bởi vì chỉ có thể theo dựa vào chính mình đột phá, không cách nào mượn nhờ ngoại lực. Trước đó hết thảy thuận lợi, hơn nữa, lưỡng người đối với thiếu gia tin tưởng, bọn họ đều cảm thấy không chuẩn thiếu gia, thật có thể đủ sáng tạo kỳ tích. Dù sao thiếu gia trước đó cũng sáng tạo qua rất nhiều lần kỳ tích rồi. Chính là Bách Lý Thịnh Thế bỗng nhiên đột phá, đối với tại Hồng Gia mà nói là cái tai nạn đối với cùng chính tại đột phá hồng tháng nhật càng phải như vậy tình huống hiện tại dù là thiếu gia có thể sáng tạo kỳ tích sợ rằng cũng phải bị bất lý tình thế ngăn cản mặt trời đã chậm rãi bay lên ở đây phương đông trên đường chân trời lộ ra nửa cái đầu đã một bữa cơm thời gian trôi qua rồi trong phòng cổ khí thế kia không còn có biến hóa hồng thân cùng hồng dần nhìn nhau đều là bất đắc dĩ lưỡng người minh bạch đối với Hồng Gia chính thức khảo nghiệm đã đi đến. Trong hoàn thành, một đạo kim quang phóng lên trời, nương theo chính là trời cao rồng ngâm thông thường một tiếng thét dài. Đó là Bách Lý Thịnh Thế, Hắn theo tiểu chính là võ đạo thiên tài. Sau trưởng thành càng là phụ tá võ tông hoàng đế, trở thành một đời minh quân, thậm chí tiêu diệt nhớ năm đó, cực thịnh một thời vân không tự. Nhưng mà cái này đã qua một năm, hắn gặp được cái kia, vốn là không đáng giá nhắc tới Hồng Vũ, lại khắp nơi kinh ngạc, lại để cho hắn buồn khổ vô cùng. Trên mình một lần rõ ràng đã có chỗ cảm ngộ, muốn đột phá, lại bị hắn một cái cổ quái tiếng hồ phá hư. Thiếu chút nữa liền nhị phẩm khai thần đỉnh phong, đều không thể bảo trì. Nhưng là bây giờ, những cái này phiền muộn, những khổ này ra sức tất cả đều hễ quét là sạch. Bởi vì hắn vẫn là đứng ở nhất phẩm hợp chân, danh sách bên trong thiên hạ đến tuôn võ giả trên danh sách từ nay về sau muốn viết lên tên của hắn họ mà cái kia lại để cho hắn thậm chí có chút ít khuất nhục hồng vũ rất nhanh muốn xem một cái con rệp một loại bị chính mình giẫm nát dưới chân hung hăng nghiền nát cái loại này khoái ý cảm nhận không cách nào nói nên lời hồng thân cùng hồng dần ngửa đầu nhìn lên trời nhất thời im lặng đem làm như vậy trực tiếp đối mặt bọn họ mới chính thức minh bạch cái kia một đạo thiên môn, phân cách hai cái cảnh giới, đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Lưỡng người mặc dù là liên thủ, ở đây, bách lý thình thế trước mặt như cũ, không chịu nổi một kích. Thậm chí lưỡng người còn có thể đoán được ra, mặc dù là hơn nữa, nhị phẩm khai thần đỉnh phòng hồng thắng nhật, kết quả cũng vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Chính là lưỡng người lại kinh ngạc phát hiện, sau lưng cái kia, một đầu ngủ say viễn cổ thần thú, Tựa hồ đã tỉnh lại, một cái co đầu rút cổ bất động cái kia, một sự bực tức thế. Dần lên đến hơn nữa, càng ngày càng lớn mạnh, bành trướng tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, đã có một luồng đốt động vỏ khí hào quang, theo trong phòng kéo dài vươn ra. Tựa hồ toàn bộ phòng ốc, đều ở đây thiêu đốt. Cái này, một đoàn vỏ khí hào quang rất nhanh, liền đem toàn bộ sân nhỏ bao phủ. Hồng thân bọn người toàn bộ thối lui ra khỏi sân nhỏ có theo sáng lấy không thể, không tiếp tục triệt thoái phía sau. Rất nhanh cái này, một đoàn hào quang đường kính đã vượt qua 150 trượng. Đã đến trình độ này, rốt cục ngừng lại. Bên trên bầu trời, bách lý thịnh thế hư lạnh một tiếng. Một đạo khí thế ngang ngược, phá bỏ xuống dưới, hung hăng áp chế. Trong lúc ngủ say viện cổ thần thú, tự hồ thật sự bị áp chế rồi. Tại làm sao ngắn ngủi một khác, bất động bất động, Nhưng là sau đó tựa hồ chính là mặt trời hoàn toàn nhảy ra mặt đất. Một khắc này, trong lúc ngủ say, viễn cổ thần thú triệt đệ thức tỉnh. Hắn dùng một tiếng rung trời tiếng rống giận dữ, tuyên cáo lấy chính mình trở về. Hồng phủ bên trong, vỏ khí lửa cháy mạnh bốc lên. Một đạo không kém gì bác lý thịnh thế cường hãng kim quang nối thẳng thương khung, mà ngay cả một bên mới lên ánh sáng mặt trời. Ở đây quang mang như vậy phía dưới, đều lộ ra ảm đạm vô quang nhất phẩm hợp chân. Toàn bộ phủ đô đều ở đây kinh hô, đi qua mấy chục năm. Phủ đô nội thành không có một người nhất phẩm hợp chân. Như là bây giờ trong vòng một ngày, rõ ràng sinh ra đời hai vị nhất phẩm hợp chân. Ông trời, nhất phẩm hợp chân lúc nào không đáng tiền rồi hả? Mà rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện mới sinh ra đời nhất phẩm hợp chân đến từ Hồng Phủ, mới Hồng Phủ, cũ Hồng Phủ ở vào huân quý khu, vẫn còn trùng kiến bên trong mà mới hồng vũ vị trí vắng vẻ, cũng không có cắt giảm bọn họ, tứ đại trụ trời tỷ lệ. Cái này, một người mới sinh ra đời nhất phẩm hợp chân, chính là đối với tại hồng gia thực lực lớn nhất căn cứ chính xác minh. Võ tâm hoàng đế ở đây một khắc này thật giống như nhận được đáng sợ một kích mà trọng thương, sắc mặt tái nhợt, tiến tới chuyển hóa làm xanh đen. Đứng ở đây của ngự thu phòng mới vừa rồi còn thoải mái, sướng cười, hoàng đế bệ hạ tức giận dị thường triệt để đã mất đi vương giả phong độ gào thét gào thét tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hồng thắng nhận làm sao có thể đồng thời đột phá hắn ở đây nhị phẩm khai thần đỉnh phong tích lũy sao về bách lý tình thế kém xa đâu rồi căn bản không có khả năng cảm ngộ không có khả năng tăng lên tới nhất phẩm hợp chân tại sao phải như vậy ông trời ngươi đây là đang cùng trạm đối đầu sao Hắn lớn tiếng chất vấn bởi vì đã triệt để để điên cuồng. Rõ ràng, hãnh diện ngay tại sáng nay lại bỗng nhiên lại bị người buộc ăn hết một đống phân trâu. Võ Tông Hoàng đế hiện tại cảm nhận thậm chí so cái này còn muốn ác. Với tư cách Hoàng đế, với tư cách một người văn trị võ công ở đây, đại hạ trong lịch sử chắc chắn lưu lại mực đậm màu đậm một số anh minh chi chủ. Hắn chưa từng có cảm nhận được như này khuất nhục. Cuộc đời của hắn đều ở đây tần suất tại thành lập một cái hoàn toàn nắm giữ ở vương quyền phía dưới trật tự chủ thần phật những người kia thật lâu trước đó liền tồn tại hắn bởi vì tiếp nhận về sau chậm rãi thu thập vân không tự không nghe lời vậy thì đem chi tiêu diệt đại hạ võ giả nửa ra vân không thì tính sao Chẳng muốn người diệt vong ngươi phải diệt vong chính là hồng gia cái này vốn là tại chính mình trật tự phía dưới thế lực lại đột nhiên nhảy ra chính mình trật tự. Hơn nữa, lại để cho chính mình một mực cầm bọn họ không có biện pháp. Loại khuất nhục này cũng thất bại cảm giác, làm cho võ tông hoàng đế muốn nổi điên. Trên bầu trời Bách Lý Thịnh Thế so với hắn còn muốn khiếp sợ, bởi vì Bách Lý Thịnh Thế rõ ràng hơn trước đó, Hồng Thắng Nhật ở vào cái gì cảnh giới. Nhị phẩm khai thần đỉnh phong, đây là hắn cùng Hồng Thắng Nhật, cộng đồng cảnh giới cảnh giới này phân chia đã phi thường cẩn thận nhưng dùng rất công bình phản ứng lưỡng người thực lực nếu như đối chiến lưỡng nhiều người nửa lưỡng bài câu thương nhưng là ở đây tích lũy lên vừa mới một lần nữa đi vào nhị phẩm khai thần đỉnh phong hồng thắng nhật tuyệt đối không phải là của mình đối thủ chính mình ít nhất so với hắn hùng hậu gấp ba đây là loại cực lớn tích lũy mới có thể ra phá đột phá cảm ngộ mình mới có thể trở thành nhất phẩm hợp chân Chính là hồng tháng nhật, làm sao có thể bằng vào cái kia, ít đến thương cảm tích lũy, bước qua đạo kia thiên môn. Cái này là hoàn toàn giảng không đạo lý. Chính là hồng gia, chính là làm được, liền giống như trước, vô số lần một loại. Bách Lý Thịnh Thế thậm chí đã vô cùng chán ghét hồng gia loại này, không ngừng dùng kỳ tích để nát bấy người khác, hy vọng cách làm rồi. Hắn cũng đã nghe được nói, hồng vũ phi thường tự đắc, một loại chiến thuật chính là mà kẻ ngươi có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, ta liền dùng giả mang nhất lực lượng, đem chi triệt để đánh nát. Lúc trước, hắn đối với cái này, luận điệu xì mũi coi thường, nhưng là ở liên tục đã trải qua mấy lần về sau, hắn không thừa nhận cũng không được. Hồng vũ cái này, tiểu hỗn đảng chính là có bản lĩnh cho người hùng ác, nghiến răng nghiến lợi. Chính mình vừa mới trở thành nhất phẩm hợp chân, cho rằng từ nay về sau, bởi vì hãnh diện phụ tá bệ hạ kiến công lập nghiệp, sáng tạo bất thế công huân. Kết quả là bị Hồng Gia người cho tan vỡ hy vọng. Hồng Thắng Nhật như cũ, ngăn cản ở trước mặt mình, giống như là một tòa khó có thể vượt qua núi lớn. Hắn với tư cách núi lớn, ngăn tại địch nhung trước mặt thời điểm, chính là đại hạ thủ hộ thần, nhưng là ngăn cản ở trước mặt mình thời điểm, tất nhiên không thể thoải mái chưa. Hà thường cùng nhi tử, cùng một chỗ trợn mắt há hốc mồm, dù là hắn gần đây nhất tự đắc phẩm chất là được chỗ loạn không sợ hãi trong vòng một ngày hai đại nhất phẩm hết lần này tới lần khác còn có một là hồng gia người hà thường thậm chí có chút ít hoài nghi cái thế giới này làm sao vậy vì cái gì như vậy thiên vị hồng gia mọi người thật vất vả cảm thấy bởi vì ăn cơm chia sẻ hồng gia quyền lợi cùng tài sản rồi hồng gia nhảy ra một cái nhất phẩm hợp chân Tại sao có thể như vậy? Tại sao phải như vậy? Hai cha con nghĩ mãi mà không rõ, quả thật là tinh thần chán nản. Tống mặt cẩn nguyên vốn đã ở đây, cân nhắc tiếp được bên trong, ứng phải an ủi như thế nào, nữ nhi của mình. Bởi vì hồng gia nhất định bị diệt rồi, nhưng là theo sáng lấy. Hồng thắng nhờ khí tức tăng vọt, chứng đạo nhất phẩm hợp chân. Hắn lúc này, trong đáy lòng dâng lên một luồng cảm thán chỉ còn lại có một cái cảm nhận. Hồng gia, ương ngạnh không chết, phụ thân. Hưng phấn xong tới nhưng lại tống thiên hành. Ngươi cảm thấy hồng gia lão gia tử đã là nhất phẩm hợp chân rồi. Tống mặt cẩn nhìn xem nhi tử, cảm nhận giống như là thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Hắn là thật tâm đau lòng muội muội liền như năm đó, chính mình một loại. Nhưng là hắn rất nhanh sẽ ở đây vô tình sự thật trước mặt triệt để minh bạch. Có nhiều khi nhân sinh là bất đắc dĩ đấy. Hắn nằm đó chính là như vậy, trơ mắt nhìn xem tỷ tỷ của mình, gã cho một cái nàng cũng không thương người, buồn bực không vui, mới 30 tuổi đầu liền chết bệnh rồi. Cũng đang là sự tình này, lại để cho Tống Mạc Cận quyết định tiếp nhận Tống Gia gia chủ. Hơn nữa, bằng vào năng lực của mình, đem Tống Gia dẫn tới hôm nay rất cao. Hắn hy vọng đúng là Tống Gia nhi nữ, tương lai không cần lại chịu đựng những cái này, bất đắc dĩ. Hôm nay, tống già đã không cần cố kỳ đại hạ tuyệt đại bộ phận người nhưng là tống mặt cẩn tuyệt đối thật không ngờ hắn nữ nhi của mình cũng phải kinh thụ loại chuyện này vốn là đối với tại nhi tử răng dạy lời mà nói đã đến bên miệng lại bởi vì xúc động dị phản ôm áp tình cảm biến thành một tiếng thật dài thở dài tống mặt cẩn trong mắt mang theo một tia trầm trọng bất đắc dĩ nói ra cái kia thì thế nào bệ hạ muốn cho ai diệt vong còn cho tới bây giờ không ai có thể chạy thoát. Hồng Thắng Nhật đột phá nhất phẩm hợp chân, tối đa cũng chỉ là trì tiêu bách lý thịnh thế tác dụng, Hồng Gia như cũ không phải bệ hạ đối thủ.